Để giờ cái khác. Ồ, cá hồ. Này bỏ cá hồ. Quá đã luôn. Quá phơi, quá phơi. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì hai anh em sang thảo lưới tiếp nha cả nhà. Rồi, giờ này thì cũng 6-7 giờ tối gì cả nhà. Buổi tối sang chúc cả nhà có một buổi tối thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Thì hai anh em sáng cả nhà xuống cấp hồ chiều mà giờ này thì tối rồi, mới được bổ lưới nè. Đó. Hai anh em sang mới bổ xong luôn, bây giờ thì thả trôi cả nhà. Giờ này thì nước lớn rồi, hai anh em sang thả dạo này á. Giờ này thì 7 giờ chắc cỡ khoảng 11, 12 giờ khuya mới có cuốn nữa. Tại vì nước lớn nó lâu lắm, lát là đứng nước rồi. Rồi xong tới khuya là nước nó mới chảy xuống, cho nên một dạo lưới là nó 4-5 tiếng. Này thì hai anh em sang đổi lưới mới nha cả nhà. Này dàn lưới này thì dạo 50 mạch chỉ 40 tới 500 mét nha cả nhà. Còn dàn lưới dạo kia, dàn lưới chỉ 45, lưới cũ kìa bỏ nhà thải lưới mới xuống tối hôm nay chung đậm cả nhà, xây cá sủ rồi, cá cóc già. Bữa qua tới lúc ở bên kia mới luôn. Dàn lưới này dài nên dàn lưới cũ nhiều lắm nha. Ở bên đèn sáng mình đó cả nhà là bờ kè Đồng Tháp, còn ở bên đây thì bờ kè Tân Châu ở bên An Giang. Bây giờ thì thả trôi xuồng đó nha. Rồi tới nào hai anh em sang cuốn lưới rồi sẽ quay tiếp cho nhà xem nha. Rồi hai anh em xong cuốn lưới nha cả nhà. Ồ, cá hồ. Này bỏ cá hồ. Quá đã luôn. Quá phơi, quá phơi. Màu này cái cá hồ. Do đâu có gì đầm bởi lứ. Sao 7 ký? Chà bá luôn. Quá đã. Cá hô. Chạy lắm. Thank you.
cá nha cả nhà. Cả nhà, hôm giờ thì hai anh em sang cầm lưới xong rồi cuốn về bến nè. Hôm trời quá mưa cho nên không có quay cho cả nhà xem được. Giờ này giấc sáng hết mưa nha cả nhà. Này. Đêm ban ngày thì hai anh em sang thả dính con cá cóc này ký mấy cả nhà. Lát thì bắt đem về ăn luôn. Chứ hôm hai anh em sang bủa cầm á cả nhà. Được một con cá hô nha. Có
con hồ này chắc khoảng 7 ký nha cả nhà. Đó, nó mạnh dữ lắm luôn. Quá trời nó quậy. Đây nha cả nhà, nó đầu 6-7 ký, nó mạnh dữ lắm luôn, nó chạy hồi nãy giờ, chạy nát nước. Ủa, phân lứ lên nó dính, nó chạy một cái là ruột tay luôn. Tưởng đâu là dính con cá sủ luôn nha, không hôm họ dính cá hồ. Đã chưa, chạy giờ nãy giờ nó mệt lắm á. Nữa nha, chắc có khoảng 6-7 ký gì nha, nó quá ú rồi. Cá hồ nấu canh chua còn gì nói nha, ngon. Nó quá mạnh rồi. Chắc cái tầm 6-7 ký gì cả nha, quá mạnh à, bắt không có được gì chứ. Cá nè cả nhà, thì cá hô thì sáng chưa có bán nha, để giọng rồi đó. Và có chừng nào ngày mới có đi thả thì mới bán. Cá này giọng thì không có sao, còn cá cóc thì sang bắt đem về nhà ăn luôn. Cá cóc đồng ký rưỡi gì cả nhà. Cóc nè, cứ gửi nha, ngon rồi luôn, cua quầy. Cốc. Rồi bây giờ thì sáng xin kết thúc video rồi, hẹn cả nhà là những video tiếp theo nha. Cả nhà xem hết video có hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai anh em săn nha. Bye bye cả nhà.